Rồi, xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bo xe Trường Thi. Rồi hôm nay giao lưu với anh em cũng dòng quen thuộc một cây hải châu, cây hải châu mẫu tử tàng thiên nhiên, cây đang cho hoa rất là nhiều. Xíu nữa sẽ quay gần hơn cho quý anh em xem hoa. Cây này chúng ta chơi theo tàng thiên nhiên, chúng ta hoàn toàn để tự nhiên, chúng ta không có dùng kẽm nha quý anh em. Cây dòng lá nhỏ đẹp luôn, cây mẫu tử cho hoa. Cây này chúng ta trưng bày trước thềm nhà, chúng ta chơi hoa trái nha. Dòng lá này cũng cực kỳ xuyên hoa, xuyên trái luôn. Cây khá là ok. Rồi cây này thì cái hoành, hoành thân của nó tầm khoảng 11 nha quý anh em, 11 nha. Cây này cao, tính từ mặt chậu lên ngọn là khoảng 70. Đó, tán thì nó tầm khoảng 40 nha quý anh em. Tán khoảng 40 nha. Cây này thì nó đang cho hoa rất là nhiều. Quý em xem cái hoa nha, hoa rất là nhiều. Quý em xem này, cây dòng lá cực kỳ đẹp. Những dòng này thì nó hoa trái nó rất là xuyên nha, rất là đẹp quý em. Hải châu thì cũng bắt đầu vào mùa hoa trái nha, cũng bắt đầu thôi quý em, bắt đầu thôi. Cho nếu nó rộ thì cũng phải tháng 7 nha, phải tháng 7 thì nó mới rộ. Năm nay là hơi trễ. Năm nay cái mùa hoa trái hải châu nó hơi trễ so với mọi năm. Thì bây giờ thì mới là bắt đầu thôi. Bây giờ mới là bắt đầu của mùa hoa trái. Dòng hải châu thì cũng không có nói nhiều nữa nè. Tại cái dòng này cũng khá là nổi tiếng rồi. Hồng Vân Xanh thì cũng giao lưu rất là nhiều. Rất là nhiều hải châu. Khá là ok. Một cây hải châu dáng mẫu tử tàng thiên nhiên khá đẹp. Cái này chúng ta chơi vào một cái chậu Trung Quốc cũng khá ok. Cái này chúng ta chơi ban công thềm nhà, chúng ta chơi hoa trái. Cái này cũng phí ship cũng khá cao nha quý anh em. Rồi cây này thì bên sang thì giao lưu với anh em giá là 1.300.000, 1.300.000 sang thì bao ship nha. Rồi 1.300.000 bao ship.